cô giáo chợ bà đấy à? Không chợ bà đâu, mới đầu ông tưởng thật đấy. Về sau phát hiện ra thì không biết. Về sau cô giáo phát hiện ra thì mình không biết, nhưng mà mới đầu là tưởng thật đấy. Vì cây tiếng bịp nó có dám bê cây với mình đâu. Tiếng bịp nó có đâu có dám nói chuyện với Khánh đâu. Cảm ơn anh Thắng Nhàn nhá. Buồn cười quá anh ạ. Đó anh nha. Ờ. Anh ơi, anh đang thuê 5 9 ngón kéo view à? Nó nhờ anh thuê. À thế thì anh kéo view cho ai? Nói trêu thì thôi chứ nó về chơi với anh mà. Mấy ngày kia nó về mà. Nó thịt của anh bao nhiêu tiền rồi? Nó thịt của anh nhiều lắm rồi. Thuê kéo view gì mà xong về ra live stream thì có 3 view này thì thuê làm gì? Anh không biết có 3 view nhỉ? Anh có 3 người xem đấy, anh cũng nhìn thấy là trên đầu đây. Sao lại anh thấy 200 mấy mà? Thôi, 200 mấy. Đây, đưa bố xem này. Anh cộng thêm 2 số 0 nữa. Anh cộng thêm 2 số 0 nữa mà 200 mấy. Tại lúc nãy thấy ở dưới dòng nhà này. Đây này. Tại lúc nãy ở dưới, đi đưa bố chỉnh, bố xem vào cái chỗ của bố. Ở lúc nãy ở dưới có cái dòng nhà này này, Khánh này. Nó thấy anh 200 mấy người xem nhỉ? Hả? Anh đang được có 2 người xem. Có nhiều kiểu gì nhỉ? Bây giờ như này anh ơi. Anh thì chắc chắn là nhìn bộ ghế kia là chắc chắn nó biết là người giàu có rồi đúng không? Bắt đầu nào, ừ nói đi. Nói chuyện khác, nói chuyện trên Zalo hoặc kia đi, nói chuyện đây. Ý là bây giờ em vay anh 5 triệu. Nói tiếp. Thế thì vay có cho vay không thì mày nói tiếp, chứ không cho vay thì nói tiếp làm gì? Từ anh và mày mới biết nhau, mày bảo vay 5 triệu. Mày về đây, tao không cho vay, tao cho mày luôn 5 triệu. Anh cứ chuyện đi rồi em về. Mày. Mày thấy mấy cái hình ảnh video anh cuốc đất với cả ấy đấy à? Tất cả đều mồ hôi xương máu của em. Em về đây, ok, anh tặng em 5 triệu. Quý nhau thì cần phải bỏ bát, rồi mới có tiền về, chứ bây giờ mới đi về đấy thì không có tiền thì về kiểu gì. Cậu đi taxi về anh gửi tiền cho. Đi taxi về chẳng may anh cho nên leo cây thì chết, cháy nhà hai đầu thì em này nộn ngược lại, một phát lứa thì chết tiền. Anh đọc số nhà của anh luôn, số nhà 26 Cầu Rẽ, Đầu Can Phú Xuyên luôn. Thôi, đọc trên này nó supply đấy, đọc địa chỉ supply, đọc số điện thoại, thằng Long nó không dạy anh à. Bây giờ nhà một anh cứ chuyển cho em 500.000 cọc, 500.000 nó uy tín, nói nhanh một câu là uy tín 500, nếu mà tin nhau thì nó phải 500. Mày bảo anh cho mày vay tiền đâu, anh ấy đi cọc của mày nữa thì bắt đầu cuộc tình nó hơi éo le rồi đấy. Mấy nữa anh về chỗ nhà Trọng chơi, cậu qua đây chơi không? Trọng nào anh? Trọng Nổ Hải Phòng ấy. Trọng Nổ, thằng ấy nó có cái vẹo gì ở Hải Phòng đâu mà về đấy. Không, anh chẳng cần vẹo, anh chỉ cần tình cảm thôi. Còn ai vẹo với ai bây giờ em? Thế tại sao anh không phải em chơi mà anh lại về nhà Trọng Nổ chơi? Anh chơi nó trên lâu rồi. Thế tại sao anh không mang đến nhà em chơi, xong anh mang 5 triệu anh biếu em mà anh lại phải đến nhà Trọng Nổ? Tao biết đầu mày, nó đừng có lại, nó đầu mày lại dê anh vào những cuộc tình trên mạng, đừng dê anh. Anh người làm ăn lương thiện, lao động bình thường thôi. Anh không phải dân xã hội, bộ đội, bộ trảo gì đâu. Bộ đội, em không nói là bộ đội, nhưng mà ý là nếu mà quý nhau thì cho vay 5 triệu, ngồi cái bộ ghế thì rõ đẹp. Tự dưng ở trên trời dưới biển là bắn cho em 5 triệu đau đầu với ông này, đau đầu thật. Bây giờ anh được gặp lần đầu, hân hạnh được gặp em Khánh lần đầu, và bây giờ câu chuyện nó thế này được ấy. Chả lắm. Anh cho là 5 Phú Quốc bao nhiêu tiền để nó kéo view, cho kéo được 2 view. Này chỉ được 2 người xem. Anh còn cho nó nhiều mà. Mỗi bữa anh gặp thằng Long, nó về là anh 5, 7 triệu, 10 triệu bữa ăn với Long mà. View mấy cái view kéo ăn thua gì, mấy cái view anh có làm giàu trên cái nền tảng TikTok đâu mà. Người trên TikTok này còn chưa biết bạn nào là bạn nào đây này, còn đang muốn gặp được bạn đây này.
chứ anh có làm giàu trên cái nền tảng Thế có đâu phải là mà bố cho con vay 5 triệu không? nhức đầu quá. Lấy cái máy cái đây bố gọi chú Long xem nào, đưa Gọi cái nó máy lại cái làm đây gì? hả, Gọi nó để lại hỏi làm nhé, gì? để hỏi định vị của em ở đâu, hỏi số tài khoản cái gì để gọi cho nó Số luôn tài khoản này. em gửi thẳng cho anh luôn đấy, anh đã nhắn kết bạn với em rồi đấy, em gửi thẳng cho anh về gì phải hỏi thằng Long. Để hỏi xem nào. Anh bị dở. Ngu Thích số thì em con nhắn cho anh hãm cả tặng con em ngu kết dốt bạn giờ đây. Long à. Con thua nhưng mà giàu nhưng mà lom xom lắm mày ạ. Không có cớ thì tự dưng tiền mồ hôi nước mắt đi quét cả đa đâu em. Chưa biết thì anh còn đầy việc anh phải lo chứ. Tự dưng anh bỏ tiền ra có phải đơn giản đâu. 1.000 anh tiếc mà. Đâu rồi mày chạy đâu rồi? Anh hỏi thằng Long này làm cái gì? Anh hỏi nó xem. Hỏi đi đưa cho cậu 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 Khánh có ok không, có xứng đáng không, thì hỏi nó lại xem nào. Vì mấy anh Nếu thấy mà nó mấy bảo đứa là em cả nó đi chơi với nhau mà mấy lần rồi mà anh hỏi không chắc chắn nó sẽ bảo là không xứng đáng, bởi vì sao, nó sẽ không muốn anh cho ai để dồn hết cho nó, anh hiểu chưa? Anh quý em thì anh cho thằng em hỏi người khác nữa. Thế thằng Long nó là gì của anh, nó là đại ca của anh đâu, anh phải hỏi ý kiến nó. cứ hỏi nó cho nó thoải mái, để anh muốn nghe chúng mày nói chuyện cho nó vui tí. Mà hiểu này, thằng Long lấy cái nó máy ích lấy kỷ, cái lấy cái lấy cái máy của bố ấy con, lấy thằng Long nó cái sẽ ích kỷ và nó sẽ không bao giờ muốn cho ai để dồn hết cho nó, hiểu chưa? Nó hốc một mình. Anh bấm cái BK đi cho nào. cái làm gì. Chả ná mày ạ. Quý nhau thế chứng tỏ anh không quý em rồi. Anh đã biết mày đâu mà quý, cậu cứ về anh đi, nhà anh như này có mặt con anh này, mày cứ về đi, tao thề luôn tao đưa cho mày 5 triệu Ok chị Vương này, nó chỉ thay đổi cái nick này. Mà hả. em thì em lại làm đăng like làm sao mà em xuống follow chị được. Anh gọi gì mà gọi lâu đấy? Đâu ta, máy đang lấy máy của con, đang lấy máy của cháu, máy của Ôi anh đang trời, like đây rồi. nếu không cho được 5 triệu thì thôi cho 2 triệu thôi, không cần gọi. Tí nhắn số tài khoản vào đây, Em nhắn số điện thoại cho anh nhé. rồi nhắn qua Zalo ấy, Anh chuyển luôn trên này nhá, cho nó uy tín này nhá. cứ chuyển vào Bên em Zalo đang cần cho 1.000 người xem đây này. Đấy, anh nếu mà anh chuyển là cả nhà bảo anh uy tín luôn. kệ. Đây, công ty giống thủy hải sản này. Anh chuyển anh chụp cho em cái hóa đơn nhá anh nhá. Ông anh uy Chuyển tín này anh luôn, em ạ. Ông thằng anh này đi chấn gia tiền. đình. thằng này đi chấn tiền mình rồi bé Ông anh gia đình Hoàng Thơm này uy tín đấy. Không, anh ơi. chuyển này em sẽ bố trí em về nhà anh. Em kéo view cho anh hiểu không? Tao không cần mày kéo view, tao có làm giàu trên TikTok thế rồi mà kéo Thế view. anh không kéo view anh đi với thằng Long Phú Quốc làm gì? Tao đi để nó làm những việc cho tao. Đấy em nhắn anh số tài khoản rồi đấy. Năng Anh khiếu chuyển dân em giáo chụp, anh hội. chụp cho em hóa đơn nhá. Anh chuyển thì anh chụp cho em cái màn hình nhá để em xác nhận này. Vì đây là Tài số tài khoản của mẹ em ấy. mà tự dưng mình thấy lú lú nhỉ, tự dưng nó vào là anh trăm triệu 2 triệu mình thấy lú lú con nhỉ, có thấy sai sai không con hả Sai thì anh chuyển đi, anh em gửi số tài khoản ở đây. hả. Sai đúng chính là tiền. Cái gì Cái gì giống như chuyện giống con giống kiểu ơi, chính là chú chào tiền con nhá. Chú chào hả. con. Ôi trời ơi. Anh em yên tâm, Khánh nó không lấy đâu, nó trêu anh kia thôi. Nói chung là như này này, anh này. Này mất mạng à? Chuẩn rồi. Sao đây? Sao chép được? Em bảo Ừ? anh cứ chuyển đi, nếu mà anh chuyển cho em chứng tỏ anh là một người đàn ông bản lĩnh uy tín Không, tao bình thường thôi, thì không cần ai khen anh cả. anh Anh chuyển sống cho thì bản em thân anh thôi. anh chuyển là em sẽ chuyển lại. Ừ? Chà.
Mày bên anh đọc rồi mày. Anh chuyện đấy anh ơi, chưa thấy gì cả, chưa thấy tin tức gì cả. Mày đến để cái nhắn tin mày còn không biết nhắn nữa thì chết. Đấy, em đưa anh số tài khoản đây này. Anh em quý nhau nó phải như thế. Em đang khổ, em đang bệnh đầy người đây. Ốm đau bệnh tật anh biết rồi đấy. Ông anh nhà giàu nhất Phú Xuyên Hà Nội. Ôi, lấy đâu mà giàu em? Ngồi bộ ghế này là biết là giàu rồi, biết người có tiền rồi. Sao anh chú cho màn hình nhá, nếu anh chuyện anh chú cho màn hình anh nhá. Sao thế, thấy bên bên của anh toàn đừng cho cả tắt nó đi này, cho Khánh cái đập bờ này đi lên ngủ con, đi lên đi lên. Anh ơi, anh là một người đàn ông bản lĩnh, Bản anh lĩnh gì, là bản lĩnh chủ gì của một cho công mày tiền ty. chút chút như đâu, để tùy hứng tí nữa anh gửi cho mày, đừng có nói được chưa. Anh là chủ một công ty, anh ở đi nghe nghe bọn nó là xui. À không, chả liên quan, việc ai người ăn cơm ai người làm không liên quan. Tao đã bảo để tao lên mạng TikTok chơi vui rồi, mày nói ít thôi, mày nói ít thôi tao vui vui nhưng gửi tiền cho, mà không thì thôi cũng out ra luôn đi. Thế bây giờ có chuyện luôn trên ai không anh, hay là tí nữa chuyện? Thích thì chuyển mà cũng không thích cũng không chuyển. Đừng nói chuyện đấy với cả anh không phải như kiểu dân xã hội khác đâu. Ừ, anh không phải dân xã hội, anh là dân làm ăn lương thiện bình thường em nhé. Mất công kéo view cho nó, live stream có 3 người xem, mẹ mày, hoài ô sư mày. Thuê thằng ông kéo view nó kéo được 3 view, mất mẹ nó mất mấy chục củ. Thuê thằng ông Phú Quốc kéo view nhưng mình không thích cái đôi co mà mình đi mình trêu nó ấy. Không cho thì thôi, bố mày thèm quá. Bố mày trêu cho mày bản lĩnh thế nào. Xem nó bản lĩnh thế nào. Chuyện nó phải chuyện trên nai luôn, phải đẳng cấp phải như anh ở Hà Yên Bái. Thích là chuyện luôn.